Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.cha.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng. Tập 120. Chương 1191. Trần Hữu và đám người Bạch Ốc Hàn Môn ngơ ngác. Vì sao bọn ta nằm không cũng trúng đạn a? Lục Châu nói, Triệu Văn Quốc là nơi hỗn loạn, ai cũng có thể đến. Bạch Ốc Hàn Môn có chỗ nào đắc tội với ngươi? Đúng là không có, ta chỉ thích nói lời thật, kẻ yếu nên có giác ngộ của kẻ yếu. Diệp Lưu Vân trả lời không kiên nhẫn, ý ngươi là, cường giả có thể vũ nhục kẻ yếu. Việc này, Diệp Lưu Vân do dự một chút rồi đáp, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tuổi tác ngươi đã cao, chút đạo lý này không cần ta nói. Vậy để lão phu nhìn xem, tên phế vật nhà ngươi có năng lực gì. Lục Châu thuận tay bổ sung một tấm thẻ một kích chí mạng. Đối phó với loại mặt hàng này không đáng phải dùng tới thẻ một kích chí mạng cường hóa. Ngươi nói cái gì? Diệp Lưu Vân cao giọng nói. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian với lão đầu này, mục tiêu của hắn là mệnh cách chi tâm bên dưới kia. Lão phu đã cho ngươi cơ hội. Lục Châu nhấc trưởng đánh ra. Đây chỉ là một trưởng ấn Phật môn rất bình thường, không có thái huyền chi lực, càng không có bao nhiêu tu vi. Kim sắc trưởng ấn bay về phía hắc quan. Đám người hắc tháp bạch tháp không hề phản ứng, bọn hắn còn ước gì các thế lực khác đánh nhau đầu rơi máu chảy, như vậy sẽ không ai đến cướp mệnh cách chi tâm của bọn hắn. Đám người Bạch Ốc Hàn Môn thì cảm khái không thôi. Bọn hắn thường xuyên bị vũ nhục, mỉa mai chế giễu là chuyện thường tình. Cường giả vũ nhục kẻ yếu không có gì lạ, nhưng người đều có tôn nghiêm, gặp phải chuyện này đương nhiên sẽ tức giận. Kim trưởng, Trần Vũ Vương lộ vẻ nghi hoặc, không ai cản trưởng ấn lập lòe kim quang kia lại. Khi trưởng ấn chạm vào hắc sắc cự liễn, phù một tiếng, trưởng ấn bị lay động rồi biến mất. Đám người hắc diệu liên minh cười ha hả, hắc tháp bạch tháp lộ vẻ xấu hổ. Chỉ có chút bản lãnh vậy thôi, Trần Vũ Vương cũng liên tục lắc đầu. Còn tưởng là nhân vật hung ác nào, hóa ra chỉ biết làm màu. Ha ha, trong hắc quan cự liễn bay ra một thân ảnh, vì tốc độ quá nhanh nên khiến người ta sinh ra ảo giác. Thích Khách đại sư xuất thủ, Diệp Lưu Vân cười nói, nếu ngươi không tung trưởng, ta đã không thèm tính toán. Đáng tiếc, hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi biết cái gì là hiện thực tàn khốc. Ù. Khi thân ảnh Diệp Lưu Vân xuất hiện cách Lục Châu 50 mét, hai mắt Lục Châu hóa thành lam đồng, bắt giữ rõ ràng thân ảnh Diệp Lưu Vân đang cười lạnh. Lục Châu lại tung trưởng, đại vô uy ấn. Cho dù đã sử dụng trưởng ấn này không biết bao nhiêu lần, Lục Châu đều cảm thấy vô cùng an tâm mỗi khi nó xuất hiện. Hả? Diệp Lưu Vân tự xưng là Thích Khách đại sư, nhưng vừa thấy trưởng ấn này, trong lòng hắn lập tức run rẩy. Quỷ dị, thần bí, khó lòng mô tả được. Giác quan của Thích Khách vô cùng nhạy bén, hắn đã cảm giác được trưởng ấn này bất phàm, nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Diệp Lưu Vân phát, huy tốc độ cực hạn, thân như quang ảnh khiến mọi người hoa cả mắt. So sánh với hắn, một trưởng đại vô uy ấn có vẻ nhỏ bé vô cùng. Nhưng ngay sau đó, trưởng ấn đột nhiên phóng đại, năm ngón tay lấp lánh như kim sơn hàng thế. Đại vô uy ấn đập vào thân thể Diệp Lưu Vân, đám người trợn trừng mắt. Ai nấy đều kinh hãi trước trưởng ấn đột ngột biến lớn kia, da đầu tê dại, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc Diệp Lưu Vân trống rỗng, điên cuồng phun máu. Một cỗ lực lượng đánh sâu vào linh hồn hắn khiến toàn thân vô lực. Diệp Lưu Vân gắng gượng bay ngược ra sau, pháp thân thiên giới bà sa xuất hiện lại cấp tốc co rụt vào. Nếu là người có chút thưởng thức, đương nhiên sẽ hiểu cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Diệp Lưu Vân đã bị một trưởng vừa rồi đánh giết một mệnh cách. Lục Châu không mảy may dao động sau khi thu được 6.000 điểm công đức, càng không tức giận vì bị thua lỗ. Một trưởng này có tác dụng chấn nhiếp toàn trường, hiệu quả lớn vô cùng. Diệp Lưu Vân lui lại mấy trăm mét, đám người hắc diệu liên minh lúc này mới kịp phản ứng. Diệp đại sư. Cho đến khi trở về cạnh hắc quan, Diệp Lưu Vân mới miễn cưỡng ổn định thân thể, khóe môi dính máu, vẻ mặt kinh hãi nhìn lão nhân trước mặt. Cái gì gọi là hiện thực tàn khốc? Hắn cảm giác mặt mình như bị ai vả thật mạnh, nóng bỏng và đau nhức đến dị thường. Tiêu Vân Hòa đứng bên cạnh Lục Châu lúc này mới ý thức được.
Câu nói nhất định phải có được anh chiêu tuyệt đối không phải nói ngoa. Trần Hữu và đám người Bạch Ốc Hàn Môn cảm thấy dễ chịu vô cùng, cực kỳ hả giận. Nghèo thì sao nào? Yếu thì sao nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Lưu Vân vừa sợ hãi vừa khó hiểu hỏi. Quỳ xuống, Lục Châu đạm mạc vô cùng, thân hình Diệp Lưu Vân khẽ lảo đảo. Hắn thấp giọng cầu cứu. Trần Vũ Vương, giúp, giúp ta. Trần Vũ Vương giật mình như người vừa tỉnh mộng, cười đáp, Diệp Lưu Vân, ta và ngươi không quen, hơn nữa ngươi vũ nhục người ta trước, người ta muốn ngươi xin lỗi cũng là việc đương nhiên. Ngươi, Diệp Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập không cam lòng, hiện thực tàn khốc. Diệp Lưu Vân dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang đám người Hắc Tháp Bạch Tháp, nhưng lại bị đối phương khịt mũi coi thường. Thấy hắn cố chấp, Lục Châu lắc đầu nói, hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Vậy thì lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn. Đừng. Diệp Lưu Vân ngẩng đầu, run rẩy nói, ta quỳ. Hai chân hắn cong lại, lăng không quỳ xuống. Hắn không cam lòng cúi người xuống dập đầu. Thái độ Trần Vũ Vương lập tức trở nên lễ phép, chắp tay nói với Lục Châu, thì ra tu vi lão tiên sinh cao như thế. Ta là Trần Thiên Hạo, xin hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Chương 1192. Trần Vũ Vương, vị này chính là các chủ Ma Thiên Các, Lục lão tiên sinh. Tiêu Vân Hòa lên tiếng giới thiệu, vì tỏ lòng tôn trọng nên không gọi ra tên đầy đủ của Lục Châu. Trần Vũ Vương lại chắp tay nói, Lục lão tiên sinh, ánh mắt Lục Châu rời khỏi người Diệp Lưu Vân, áp lực trên người hắn lập tức giảm bớt, hắn len lén thở phào một hơi. Hiệu quả trấn nhiếp đã đạt được, đương nhiên Lục Châu không muốn lãng phí thêm thẻ. Nếu về sau tình hình không đúng, lại tìm cơ hội xử lý hắn cũng không muộn. Lục Châu hỏi Trần Vũ Vương, đại viên Vương Đình các ngươi cũng đến tranh anh chiêu. Mệnh cách chi tâm của anh chiêu ai mà chẳng muốn, ta cũng không dối gạt lão tiên sinh làm gì, đại viên Vương Đình đúng là muốn có được viên mệnh cách chi tâm này. Ít ra cũng là người thành thật. Lục Châu lại hỏi Diệp Lưu Vân, ngươi còn gì không phục? Diệp Lưu Vân bị nghẹn đến khó chịu, khom người nói, phục, ta phục. Còn muốn tranh mệnh cách chi tâm không? Việc này, Diệp Lưu Vân nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hiểu rất rõ đối phương đang bức bách mình từ bỏ việc tranh đoạt. Đúng lúc này, một cao thủ Bạch Tháp đứng bên dưới bỗng lên tiếng, Hắc Diệu Liên Minh cút xa một chút, nơi này không có phần của các ngươi, đại viên Vương Đình cũng thế. Trần Vũ Vương cười, nơi này là khu vực hỗn loạn, người người đều có thể đến, Hắc Tháp Bạch Tháp các ngươi đến được, dựa vào cái gì bọn ta thì không. Hơn nữa mệnh cách chi tâm nơi này, Bạch Ốc Hàn Môn cũng phải được chia một phần. Nghe vậy, Trần Hữu và Ngũ Trưởng Lão cảm khái vạn phần. Bọn hắn biết đây chỉ là lời nói tùy tiện của đối phương, sẽ không coi là thật. Bên phía Hắc Tháp, một tên tu hành giả bay ra nói, đây là phân tranh giữa Hắc Tháp và Bạch Tháp, các ngươi ở đâu ra? Nửa đường xuất hiện cướp bóc. Nói xong, hắn kéo mũ trùm xuống, để lộ ngũ quan. Hắc Tháp thẩm phán giả, La Hoan. La Hoan gật đầu. Đại trưởng lão không có mặt, đại cục do ta chủ trì. Các ngươi muốn mệnh cách chi tâm vậy phải hỏi ý Hắc Tháp chúng ta đã. Về phần vị Lục lão tiên sinh này, Hắc Tháp chúng ta nguyện ý đưa ra một phần mệnh cách chi tâm cho ngài. Trần Vũ Vương và Diệp Lưu Vân đều nhất thời câm nín. Đúng là xảo trá. Hắc Tháp muốn lôi kéo, Trần Vũ Vương không có hàng lấy gì mà lôi, Diệp Lưu Vân càng thảm hơn, đắc tội Lục Châu. Vở kịch Tam Quốc chiến rốt cuộc mở màn, Bạch Tháp đương nhiên không thể để Hắc Tháp được lợi, lập tức quát, ngươi đừng có ra vẻ ở đây, La Hoan. Mấy viên mệnh cách chi tâm này là do đại trưởng lão của chúng ta giết chết, muốn cho cũng là chúng ta cho, ngươi có tư cách gì mà lên tiếng. La Hoan lườm đám người Bạch Tháp một cái, nói cứ như thể Hắc Tháp chúng ta không có đại trưởng lão vậy. Thấy hai bên tranh luận không ngớt, Trần Vũ Vương cười nói, ta lại cảm thấy mấy viên mệnh cách chi tâm này nên chia đều ra. Chia đều. La Hoan nhướng mày, trừ Bạch Tháp ra. Bạch Tháp các ngươi bây giờ không có tư cách đàm phán. Trần Vũ Vương nhìn về phía đám người Bạch Tháp. Ngoại trừ hai vị trưởng lão, Hắc Tháp có thẩm phán giả, nhưng Bạch Tháp thì không, đương nhiên Hắc Tháp có tư cách đàm phán hơn. Nhưng đúng lúc này, từ trên một ngọn sơn phong bỗng truyền đến, tiếng cười nhàn nhạt. La thẩm phán, từ bao giờ Bạch Tháp lại không có tư cách lấy mệnh cách chi tâm chứ? Mọi người quay đầu nhìn sang, đám người Bạch Tháp hưng phấn kêu lên, Bạch Tháp thẩm phán giả đến rồi. Trần Vũ Vương và Diệp Lưu Vân nhíu mày.
Kể từ đó, nơi này lại biến thành năm phương thế lực tranh đấu gồm Đại Viên Vương Đình, Hắc Diệu Liên Minh, Hắc Tháp, Bạch Tháp, Lục Châu và đám người Bạch Ốc Hàn Môn. Thấy cảnh này, Lục Châu thầm than, nếu lão thất có ở đây thì tốt rồi. Thân ảnh mặc bạch y từ ngọn sơn phong đằng xa chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân hắn mặc nho bào, dáng người thẳng tắp, mặt mỉm cười, duy chỉ có hai mắt vô thần. Thì ra là Ninh Thẩm Phán. Trần Vũ Vương chắp tay nói. Diệp Lưu Vân chỉ hừ một tiếng thay cho lời chào hỏi. Hắc Tháp La Hoan cười ha hả, Ninh Vạn Khoảnh, Bạch Tháp các ngươi không còn người nào sao, lại để ngươi ra sân. Ta nghe nói Nam Cung Ngọc Thiên đã bị giết rồi nhỉ. Người vừa đến chính là thẩm phán giả Bạch Tháp, Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh cười nhạt nói, cũng như nhau thôi, nghe nói Vũ Quảng Bình đã bị người ta dùng một chiêu miểu sát. Trần Hữu cũng lên tiếng chào hỏi, Bạch Ốc Hàn Môn Trần Hữu, tham kiến Ninh thẩm phán. Ninh Vạn Khoảnh khoát tay, đây là chuyện giữa Bạch Tháp và Hắc Tháp, Bạch Ốc Hàn Môn các ngươi hãy mau rời đi. Việc này, nếu là trước kia, Trần Hữu chắc chắn sẽ không hề do dự mà rời đi. Nhưng bây giờ Bạch Ốc Hàn Môn có hai cao thủ tọa trấn, đùi này bọn hắn không ôm thì để ai ôm. Lục Châu khẽ gọi, Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh vừa nghe âm thanh này, trong lòng lập tức giật mình. Tuy hắn mù lòa nhưng lại có năng lực nhận biết âm thanh hơn xa người thường. Lục Châu vừa mở miệng hắn đã biết đó là ai. Ninh Vạn Khoảnh bay tới, lăng không hành lễ, Ninh Vạn Khoảnh tham kiến lão tiên sinh. Trần Vũ Vương, Diệp Lưu Vân và La Hoan đều nhìn nhau nghi hoặc. Các ngươi quen biết? La Hoan cau mày hỏi. Ninh Vạn Khoảnh nói, ta và lão tiên sinh đã từng gặp mặt một lần. Mí mắt Diệp Lưu Vân giật giật liên hồi. Mẹ nó đúng là xui xẻo, lỡ tay đánh ra một trưởng lại đắc tội với đại lão. Xem tình hình này, thân phận vị đại lão trước mặt cực kỳ không đơn giản. Ninh Vạn Khoảnh lập tức sửa lời, vừa rồi ta lỡ miệng, Bạch Tháp đồng ý chia một phần mệnh cách chi tâm cho lão tiên sinh. Tiêu Vân Hòa nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn phục rồi. Có thể khiến Ninh Vạn Khoảnh gật đầu đồng ý, thủ đoạn của Lục huynh đúng là cao minh. Sắc mặt Lục Châu vẫn thản nhiên như thường, Hắc Diệu Liên Minh thì không cần tính vào. Diệp Lưu Vân chợt cảm thấy đâm tâm hết sức. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.cha.com. Chương 1193. Hắc Tháp và Bạch Tháp mỗi bên cử ra một người bay tới trước mặt Lục Châu, cung kính dâng lên ba viên mệnh cách chi tâm, trong đó có một viên là trung cấp. Lục Châu không nói gì, Thẩm Tất mỉm cười nhận lấy, vậy ta xin nhận. Tục ngữ có câu, chim khôn biết lựa cành mà đậu, Thẩm Tất lúc này vô cùng thấu hiểu lời người xưa. Hắn vừa mở miệng, La Hoan đột nhiên nhận ra, cau mày nói, Thẩm Tất, không ngờ lại là tên phản đồ nhà ngươi. Thẩm Tất cất kỹ 6 viên mệnh cách chi tâm rồi quay trở về đứng phía sau lưng Lục Châu. Tuy hắn là 4 mệnh cách, nhưng đứng trước mặt đám đại lão thì hắn chẳng là gì. Thẩm Tất, ngươi phản bội Hắc Tháp, dựa theo quy củ của Hắc Tháp, phán ngươi tội chết, mau ra đây nhận tội. La Hoan cao giọng nói, Lục Châu đột nhiên nhấc trưởng. Một chiêu đại vô ý ấn xanh thẳm bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía La Hoan. Trưởng này không mang theo nhiều thái huyền chi lực, chỉ có mục đích cảnh cáo đối phương. La Hoan tận mắt thấy thảm trạng của Diệp Lưu Vân, trong lòng vốn đã rung động mạnh, nay nhìn thấy trưởng ấn lập tức hoảng sợ điên cuồng lùi về sau. Gần như dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể, chỉ trong chốc lát đã lui ra mấy ngàn mét. Oanh! Lam trưởng đánh vào một ngọn sơn phong, mọi người trầm mặc không lên tiếng. Một lúc sau, La Hoan mới xuất hiện ở phía xa, trong lòng sợ hãi không dám lại gần. Lục Châu thản nhiên nói, Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc hiện giờ là người của lão phu. Sắc mặt đám người Hắc Tháp vô cùng khó coi. La Hoan tuy tránh được một trưởng vừa rồi nhưng trong lòng đã hoảng loạn đến cực điểm. Trần Vũ Vương cười ha hả nói, La Hoan, tính tình nóng nảy của ngươi cũng nên sửa rồi. La Hoan vội vàng khom người nói, ta nhất thời không chú ý, mong Lục tiền bối thứ lỗi. Trần Vũ Vương và Diệp Lưu Vân không nói gì nữa. Ngay cả Hắc Ngô Vệ mà cũng có thể dụ về, bọn hắn còn nói được cái gì. Khóe miệng Diệp Lưu Vân giật giật nhưng cũng chỉ biết câm nín. Ninh Vạn Khoảnh cười nói, người có chí riêng. Người của mình bỏ đi thì phải tìm hiểu nguyên nhân từ phía mình, không thể oán ai được. Nếu không,
sao Lục lão tiên sinh lại không lo lắng Thẩm Tất sẽ phản bội? Lời này có hai hàm nghĩa, vừa trào phúng Hắc Tháp vừa có ý châm ngòi ly gián. Lục Châu vuốt râu nói, chớ có tính kế lão phu. Thẩm Tất có phản bội hay không, lão phu tự có phân tắc, không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Ninh Vạn Khoảnh lúng túng nói, lão tiên sinh nói có lý, là ta lỡ lời. Thẩm Tất nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi. Lục Châu liếc mắt nhìn, phát hiện độ trung thành của hắn bạo tăng 20%. Không tệ, La Hoan than nhẹ một tiếng. Sau sự việc này, Hắc Tháp có lẽ phải hủy bỏ lệnh truy nã đối với Thẩm Tất thôi. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Đột nhiên dưới chân núi phía nam truyền đến tiếng sủi bọt. Trần Vũ Vương cấp tốc hạ lệnh, bắt anh chiều lại. Phi liễn có hình dạng xe ngựa lập tức vọt về phía nơi phát ra tiếng ủng ục. Cùng lúc đó, thân ảnh Diệp Lưu Vân lóe lên, nhanh hơn tất cả những người khác. Là anh chiêu. Anh chiêu xuất, hiện rồi. Thế lực cân bằng của năm phương thế lực chỉ trong giây lát đã bị phá vỡ, từng thân ảnh lần lượt lao vụt đi, kể cả đám tán tu nấp trong bóng tối cũng ào ào lao tới như ong vỡ tổ. La Hoan ngẩng đầu nhìn lên thiên không, đại trưởng lão vẫn chưa trở về. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hạ lệnh, cất kỹ mệnh cách chi tâm. Những người khác theo ta đi. Ninh Vạn Khoảnh ngẩn người, không gấp gáp đuổi về phía đó mà quay sang nói với Lục Châu, lão tiên sinh cũng muốn có được anh chiêu. Vừa hỏi xong hắn đã cảm thấy mình phí lời. Có người nào ở đây không muốn bắt được anh chiêu? Hơn nữa, tu vi lão tiên sinh rất cao, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi không đi? Lục Châu hỏi lại. À, Ninh Vạn Khoảnh thở dài một tiếng. Hắn đã nghe được bên kia truyền đến âm thanh kịch chiến. Hắn do dự. Nhưng khi âm thanh càng lúc càng kịch liệt, khát vọng đối với mệnh cách chi tâm đã che mờ lý trí hắn. Ninh Vạn Khoảnh nói, vãn bối xin đi trước một bước. Mặc kệ những chuyện khác, bắt được anh chiêu rồi tính sau. Bốn phương thế lực đều đã bay đi, không ngừng oanh tạc vào khu vực nằm giữa hai tòa sơn phong. Lục Châu vẫn không vội vã. Tiêu Vân Hòa gấp gáp nói, Lục huynh không đi sao? Con anh chiêu này cực kỳ giảo hoạt, đã chế tạo ra hai lần cạm bẫy, lần này e là cũng thế. Lục Châu nói, con người luôn quá mức tự phụ, tự xưng là giống loài trí tuệ nhất vượt lên trên chúng sinh, cho dù chịu thiệt bao nhiêu lần cũng không nhớ kỹ giáo huấn này, cứ lặp đi lặp lại sai lầm. Được Lục Châu nhắc nhở, Tiêu Vân Hòa giật mình hỏi, đám hung thú này là do anh chiêu cố ý dẫn dụ? Thẩm Tất gật đầu, bầy long ưng lúc trước cũng được tung ra để dẫn dụ Bạch Ốc Hàn Môn. Hung thú bị hai đại trưởng lão giết gần hết, anh chiêu lúc này đúng ra sẽ không tự đưa đầu vào lưới mới đúng. Hiện tại nó làm vậy, hiển nhiên là cố ý. Con hung thú này đúng là giảo hoạt, biết lợi dụng lòng tham của con người. Vu Chính Hải nói, nếu là vậy, trí thông minh của anh chiêu không chỉ tương đương với một đứa trẻ 10 tuổi. Lục Châu lắc đầu, trước cứ xem sao đã, có lẽ do lão phu nghĩ nhiều cũng không chừng. Mọi người gật đầu. Tựa như người chơi bao búa kéo, có đôi khi quá tính toán cũng sẽ bại dưới tay một người chơi lung tung không có kế hoạch. Chương 1194. Mây mù tan dần đi, tầm mắt trở nên thoáng đãng. Đây là nhờ làn sóng năng lượng của hai đại trưởng lão Hắc Tháp Bạch Tháp đã tẩy rửa thiên không. Anh chiêu hẳn là ẩn nấp ở đây. Kỳ quái, vì sao ta không nhìn thấy nó? Xúc sinh này thật giảo hoạt, muốn châm ngòi ly gián nào có dễ như vậy. Bốn phương thế lực Hắc Tháp, Bạch Tháp, Đại Viên Vương Đình và Hắc Diệu Liên Minh cùng đứng một chỗ nhưng không phát sinh mâu thuẫn gì, bọn hắn đang cật lực khắc chế bản thân. Nhìn cục diện này, Tiêu Vân Hòa nói, ta rất muốn nhìn xem anh chiêu tiếp theo sẽ làm gì. Loại, thế cục này chỉ cần điểm một cái là vỡ. Mọi người gật đầu. Vu Triều thấp giọng nói, hay để ta thi triển vu thuật, giả mạo Hắc Tháp quấy nhiễu bọn hắn. Tiêu Vân Hòa giận dữ trách mắng, ngươi ở Hắc Tháp lâu quá bị nhiễm bệnh đê tiện rồi có phải không? Vu Triều cúi đầu, không nói gì nữa. Loại cục diện này chỉ còn thiếu một kíp nổ là vỡ, không cần vẽ vời thêm chuyện. Lục Châu vừa quan sát vừa vuốt râu, anh chiêu nhất định đang ở quanh đây, nó chưa nhìn thấy kết quả muốn thấy, sẽ không tùy tiện rời đi. Ninh Vạn Khoảnh lơ lửng giữa không trung, lắng tai nghe âm thanh bốn phía. Ninh Vạn Khoảnh, ngươi là một kẻ mù, thật sự cho rằng anh chiêu sẽ tạo ra âm thanh linh tinh để ngươi nghe được. La Hoan châm chọc nói, ngươi có thể nhìn thấy anh chiêu cũng chưa chắc bắt được nó. Ninh Vạn Khoảnh đáp, Trần Vũ Vương và Diệp Lưu Vân xuất hiện ở dãy núi phía tây.
đừng quấy rối, chúng ta nên buông bỏ các loại ân oán, đồng tâm hiệp lực tìm kiếm anh Chiêu, sau đó hãy quyết định anh Chiêu thuộc về ai. Trần Vũ Vương, ngươi đừng có giả vờ giả vịt, chẳng có tác dụng gì trong tu hành giới đâu. Ngươi có thể quyết định anh Chiêu thuộc về ai sao? Vậy cho ta đi, ngươi chịu không? Diệp Lưu Vân hừ một tiếng. Diệp Lưu Vân, ngươi bị lão tiên sinh diệt một mệnh cách, cớ gì lại trút giận lên người ta? Trần Vũ Vương cười nói, đã ít đi một mệnh cách còn dám lớn tiếng kêu gào. Tuy nói là vậy nhưng Diệp Lưu Vân vốn là cao thủ 9 mệnh cách, bớt đi một mệnh cách thì vẫn còn 8 mệnh cách, không phải ai cũng có thể so được. Đúng lúc này, tiếng ùng ục lại vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một tòa sơn phong bỗng xuất hiện một con hung thú mặt ngựa thân hổ, trên lưng có đôi cánh dài. Anh Chiêu, là anh Chiêu kìa. Trong mắt mọi người hiện ra vẻ hưng phấn, chỉ hận không thể lao tới cướp đi mệnh cách chi tâm của nó. Ngay sau đó, anh Chiêu làm ra một hành động kinh người. Nó ngửa mặt lên trời, ùng ục, phần bụng khẽ nhúc nhích. Ọc, thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa phức tạp nói, thật thủ đoạn. Anh Chiêu có trí tuệ tương đối cao, mệnh cách chi tâm của nó là thứ các cao thủ đều muốn cướp đoạt, thế nên nó chủ động dâng ra. Viên mệnh cách chi tâm của anh Chiêu bay về phía đám người. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung không khỏi động tâm. Đừng nóng vội, viên mệnh cách chi tâm này chính là một quả bom. Lục Châu vẫn bình tĩnh tự nhiên, vững như bàn thạch. Quả nhiên, khi viên mệnh cách chi tâm tới, Ninh Vạn Khoảnh là người đầu tiên nhảy lên không trung, song trưởng kết ấn, một tự phù bay ra, dưới chân xuất hiện 8 cương ấn lưỡng nghi tứ tượng. Vừa ra tay đã là tuyệt chiêu, Ninh Vạn Khoảnh đứng gần nhất, cũng là người có ưu thế nhất. Bạch sắc tự phù xuất hiện đầy trời rồi bắn ra tứ phía, băng lãnh thấu xương, hàn khí bức người. Ninh Vạn Khoảnh, đáng ghét. Bốn phương thế lực, kể cả tu hành giả Bạch Tháp đều bị một chiêu Mạn Thiên Tuyết Bạo này đánh. Lui. Hư ảnh Ninh Vạn Khoảnh lóe lên, chộp lấy mệnh cách chi tâm. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền tới tiếng nguyên khí rũng động. Ninh Vạn Khoảnh, cút cho ta. Ầm. Diệp Lưu Vân phát huy tốc độ của sát thủ vô cùng tinh thế, chỉ trong giây lát đã áp đảo Ninh Vạn Khoảnh, đánh ra cương ấn hình mũi khoan. Ám khí đánh tới quá đột ngột khiến Ninh Vạn Khoảnh rơi xuống. Soạt. Diệp Lưu Vân lập tức nắm chặt mệnh cách chi tâm của anh Chiêu. Viên mệnh cách chi tâm tản ra sinh cơ nồng đậm khiến hắn hưng phấn đến khó kiềm chế. Hắn xoay người nhìn về phía Lục Châu, gằn giọng nói, lão già, sớm muộn gì Hắc Diệu Liên Minh cũng sẽ báo thù ngươi vì đã giết một mệnh cách của ta. Vừa dứt lời, Trần Vũ Vương đã mang theo pháp thân lao tới như thiên thần hàng lâm. Diệp Lưu Vân, để đồ lại, hư không kích trong tay Trần Vũ Vương đánh tới. Cả một dãy núi bỗng chốc trở thành chiến trường tranh đấu của cao thủ bốn phương thế lực. La Hoan vốn định xông lên, nhưng thấy hư không kích xuất hiện, bèn nâng tay đỡ đòn chắn trước mặt. Hư không kích đâm thẳng xuống vị trí của Diệp Lưu Vân. Con ngươi Diệp Lưu Vân co lại, muốn Na Di rời đi, đột nhiên phát hiện bốn phương tám hướng đều bị hư không kích trói chặt. Người, pháp thân thiên giới bà Sa Hắc Liên 8 mệnh cách xuất hiện, cộng thêm uy lực bá đạo của hư không kích hồng cấp khiến người không rét mà run. Oanh, Diệp Lưu Vân bị buộc phải nâng tinh bản ra đỡ đòn. Hư không kích va chạm tạo thành lực xung kích lớn chém ngang hai ngọn sơn phong bên cạnh. Diệp Lưu Vân kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống dưới. Trần Vũ Vương cười nói, đối phó với Thích Khách đại sư, thủ đoạn tốt nhất chính là lấy lực lượng cường đại đối mặt chính diện. Viên mệnh cách chi tâm bị Diệp Lưu Vân ném ra, thân ảnh La Hoan như thiểm điện vọt tới cầm lấy, cười ha hả nói, đa tạ Trần Vũ Vương. Ninh Vạn Khoảnh cau mày, trầm giọng quát, ai cũng đừng hòng đi. Ninh Vạn Khoảnh bay lên trên cao, phun ra một ngụm máu tươi vào lòng bàn tay rồi trưởng lên không trung. Thiên địa biến sắc, gió cuốn sấm rền. Ngươi điên rồi. Hai mắt Ninh Vạn Khoảnh biến thành một màu trắng toát. Hắn ngẩng đầu nói, ta thân ở Bạch Tháp nhưng lại sống trong bóng tối, mất đi quang minh. Ta không e ngại nó mà ngược lại, trong bóng tối, ta càng mạnh. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việtcha.com. Chương 1195. Âm thanh quanh quẩn trên không trung, Trần Vũ Vương cầm hư không kích nhìn lên bầu trời. Diệp Lưu Vân cắn răng lui lại. La Hoan nói, ngươi tốt nhất nên dừng lại. Trần Vũ Vương bay tới,
hư không kích đánh về phía La Hoan, giao mệnh cách chi tâm ra đây. Út! Các thành viên Hắc Tháp thấy thế không nói hai lời, lập tức gào lên, giết! Hắc Tháp, Bạch Tháp, Hắc Diệu Liên Minh và Đại Viên Vương Đình lập tức lao vào hỗn chiến. Toàn thân Ninh Vạn Khoảnh nở rộ bạch quang tựa như một vầng. Thái Dương, hư không bốn phía rung động, nguyên khí hội tụ vào người hắn. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa nói, Lục huynh, tình hình có vẻ không ổn. Lục Châu chắp tay sau lưng nhìn về phía cuộc chiến. Chú ý phòng thủ, mọi người nhắm mắt lại đi, Tiêu Vân Hòa nhắc nhở. Ngay sau đó, toàn bộ thiên không bị một luồng quang mang trắng xóa đến cực hạn bao trùm. Rất nhiều người đang chiến đấu bị chói lòa cả mắt, không thể nhìn thấy gì nữa. Từng vị thiên giới bà sa vẫn lạc rơi xuống. Tiêu Vân Hòa và đám người Bạch Ốc Hàn Môn không thể không nhắm mắt lại tránh đi luồng bạch quang. Chỉ có Lục Châu là không nhắm mắt. Hắn sử dụng thái huyền chi lực bao trùm đôi mắt, nhìn về phía Ninh Vạn Khoảnh. Bạch quang bao trùm, động tác của tất cả mọi người đều trở nên chậm lại, kể cả La Hoan và Trần Vũ Vương. Chiêu thức này, Lục Châu nhíu mày, Ninh Vạn Khoảnh đúng là không đơn giản. Thân ảnh Ninh Vạn Khoảnh lóe lên, lướt qua đám người Hắc Tháp đánh thẳng về phía La Hoan. Hai mắt Ninh Vạn Khoảnh tỏa ra bạch quang nóng rực, tựa như có thể nhìn thấy mọi thứ. La Hoan cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng phát tiết lực lượng. Nhưng đã muộn, trong chớp mắt La Hoan bị đánh giết một mệnh cách, toàn thân bay ngược ra ngoài. Viên mệnh cách chi tâm của anh chiêu rơi vào tay Ninh Vạn Khoảnh. Mệnh cách chi tâm tỏa ra u quang nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Lục Châu nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, bèn mặc niệm khứu giác thần thông. Mùi vị trên viên mệnh cách chi tâm mang lại cảm giác quen thuộc nhưng Lục Châu lại chưa nghĩ ra đó là gì. Ninh Vạn Khoảnh không lưu lại, thân ảnh như thiểm điện lướt qua người Trần Vũ Vương, cương ấn chém ngang. Tốc độ của hắn nhanh hơn Trần Vũ Vương gấp mấy lần. Dù Trần Vũ Vương cảm nhận được nguy hiểm cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trần Vũ Vương bị chấn bay, phun ra mấy ngụm máu nhưng mệnh cách không bị hao tổn gì. Chiến trường trong khoảnh khắc khôi phục như trước, thế giới bạch quang biến mất. Ninh Vạn Khoảnh lấy được mệnh cách chi tâm, bật cười một tiếng, La Hoan, Trần Vũ Vương, các ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi. Trần Vũ Vương lau đi máu tươi trên khóe miệng, gằn giọng nói, vừa mới bắt đầu thôi. Hắn nhìn về phía La Hoan đối diện, La Hoan, hay là hai chúng ta hợp tác? La Hoan hiện tại chỉ còn 7 mệnh cách, tư cách tranh đoạt xem như đã mất. Nhưng trong lòng có hận ý, hắn lập tức gật đầu, được. Ninh Vạn Khoảnh cười nói, đừng quên còn có Diệp Lưu Vân và Lục Lão tiên sinh. Các ngươi tiếp tục đánh không sợ bị người khác làm ngư ông đắc lợi. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Châu ở đằng xa, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ninh Vạn Khoảnh tiếp tục nói, hiện tại mệnh cách chi tâm nằm trong tay ta, nếu các ngươi không sợ thì cứ đuổi theo. Nói xong, thân ảnh Ninh Vạn Khoảnh nhoáng lên, liên tục thi triển mấy lần đại thần thông thuật, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Truy, Trần Vũ Vương và La Hoan cấp tốc đuổi theo. Tiêu Vân, Hòa cau mày nói, trốn rồi. Lục huynh, mau đuổi theo hắn. Lục Châu lắc đầu, không cần thiết. Thẩm Tất thở dài, bọn hắn không dám đối địch với các chủ, lấy được mệnh cách chi tâm xong đương nhiên sẽ chạy trốn. Diệp Lưu Vân thua thiệt dưới tay Trần Vũ Vương, nhưng thủ đoạn của Ninh Vạn Khoảnh mới là cao hơn một bậc. Không hổ là đệ nhất thẩm phán của Bạch Tháp. Vu Chính Hải không hiểu hỏi, sư phụ, vì sao không truy? Đó không phải là mệnh cách chi tâm của anh Chiêu. Lục Châu đáp, không phải. Ta đã tận mắt nhìn thấy anh Chiêu phun nó ra mà. Trần Hữu giật mình nói. Tiêu Vân Hòa bỗng xùy cười, cũng may có Lục huynh nhắc nhở, chúng ta đều bị anh Chiêu lừa rồi. Nó lừa mọi người bằng cách nào? Lục Châu chậm rãi giải thích, trước đó anh Chiêu đã nuốt một viên mệnh cách chi tâm của hung thú khác, sau đó dùng khí tức của mình tẩm bổ rồi rót vào một ít năng lượng. Vì thế mọi người mới khó phân thật giả. Mọi người nghe mà kinh ngạc không thôi. Chưa từng có ai thấy được mệnh cách chi tâm của anh Chiêu, thế nên bị lừa cũng chẳng có gì lạ. Bốn phương thế lực càng đánh càng xa, rốt cuộc không thấy bóng dáng đâu nữa. Lục Châu bỗng dưng bay về phía trước. Lục huynh, đừng tới đây, Lục Châu nói. Trong dãy núi khôi phục yên tĩnh, Lục Châu khẽ nhắm mắt lại, mặc niệm khứu giác thần thông. Mùi máu tươi, mùi nguyên khí ba động và đủ loại hương vị trộn lẫn trong gió. Lục Châu sàng lọc, bài trừ rồi bay về phía nơi Ninh Vạn Khoảnh lấy được mệnh cách chi tâm.
Trong không gian ngập tràn khí tức do viên mệnh cách chi tâm lưu lại, trong đó có mùi vị của sinh cơ kéo dài không đứt. Chính là mùi này, mệnh cách chi tâm là giả, nhưng khí tức bên ngoài là thật. Lục Châu bắt đầu truy tung theo mùi vị khí tức. Đám người ngơ ngác nhìn Lục Châu, chẳng hiểu ra sao. Lục tiền bối đang làm gì thế? Đừng quấy rầy. Vu Chính Hải nói, gia sư làm việc gì cũng có nguyên nhân. Mọi người không nói gì nữa, tiếp tục giữ yên lặng. Rừng cây tươi rốt, dãy núi chập trùng, mây mù vần vít. Lục Châu lần theo mùi hương đặc thù, cuối cùng nhìn về phía chân núi hướng chính nam. Thiên nhãn thần thông, lam đồng nở rộ. Mọi thứ trước mắt biến thành trong suốt, Lục Châu nhìn thấy dưới chân núi có một cái hồ lớn. Dưới đáy hồ, một con hung thú đầu ngựa thân hổ đang nằm im không nhúc nhích. Tìm được rồi. Chương 1196. Lục Châu thu hồi thần thông, nhẹ nhàng vuốt râu. Nếu không có thần thông thiên thư, e là không ai tìm ra nó. Trước tiên đừng nên đánh cỏ động rắn. Làm sao để bắt được nó đây? Lục Châu nhìn lại đống thẻ đạo cụ, không có lồng giam trói buộc. Hiện tại thẻ này có giá 15.000 điểm công đức một tấm, 3 tấm mất tới 45.000 điểm, chẳng bằng mua luôn một tấm một kích chí mạng để xử lý anh chiêu còn hơn. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, chỉ là hơi lãng phí điểm công đức. Hoặc là bây giờ Lục Châu bất ngờ ra tay, bắt lấy nó. Phiền lung ấn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba đều tề, tự. Đây là thời điểm thích hợp để dùng phiền lung ấn. Phiền lung ấn trông như một quả cân màu đen bay ra ngoài. Vì để anh chiêu không phát hiện ra, Lục Châu còn sử dụng thái huyền chi lực ở mặt ngoài để che đậy khí tức phiền lung ấn. Phiền lung ấn chậm rãi bay về phía chân núi. Đám người Bạch Ốc Hàn Môn khó hiểu nhìn nhưng cũng không dám lên tiếng. Độ giảo hoạt của anh chiêu đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Rõ ràng bốn phương thế lực đã rời đi nhưng nó vẫn trốn dưới đáy hồ, nằm im bất động. Nó rất cẩn thận, cũng rất sợ chết. Phiền lung ấn bay tới phía trên mặt hồ, đột nhiên phóng đại. Ông, âm thanh nguyên khí rung động khiến anh chiêu cả kinh, nó đạp mạnh bốn vó, lao ra khỏi mặt nước. Phiền lung ấn lại lớn thêm gấp mấy lần, bao trùm cả bầu trời. Oanh, anh chiêu bị nó tóm gọn. Phanh phanh phanh. Anh chiêu điên cuồng va chạm phiền lung ấn tạo thành âm thanh vang dội. Tiêu Vân Hòa vỗ tay nói, ý trời, đúng là ý trời. Mấy ngàn tu hành giả đồng loạt lướt tới. Đừng tới đây. Lục Châu nói. Đám tu hành giả lập tức dừng lại cách hồ trăm mét. Phanh phanh phanh. Tần suất anh chiêu va chạm càng lúc càng nhanh, phiền lung ấn bị chấn rung động không thôi. Lục Châu không lo lắng nó sẽ độn địa bỏ trốn. Phàm là những vật bị phiền lung ấn giam cầm sẽ hoàn toàn bị trói buộc, tạo thành không gian phong bế. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Đám người Ninh Vạn Khoảnh sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra viên mệnh cách chi tâm kia là giả, đến lúc đó vòng trở lại thì phiền toái. Thẻ trạng thái đỉnh phong có thể không dùng thì càng tốt. Đợi lần sau rút được 3 tấm để tăng lên phiên bản cường hóa, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Lục huynh, ta đề nghị trực tiếp giết nó. Tiêu Vân Hòa nói. Cũng được. Anh chiêu càng thêm điên cuồng va chạm. Lục Châu nâng tay lên, 5 ngón tay co lại. Phiền lung ấn nhanh chóng thu nhỏ. Ùng ục, ùng ục. Anh chiêu kêu lên, âm thanh của nó cực kỳ đặc thù. Nhưng tiếng kêu của nó mang theo cảm xúc, Lục Châu có thể dễ dàng nhận ra nó đang cầu khẩn. Súc sinh, ngươi cũng biết cầu xin tha thứ. Lục Châu trầm giọng nói. Anh chiêu lại phát ra tiếng kêu dồn dập. Phiền lung ấn chỉ còn lớn bằng một gian phòng, nếu cứ tiếp tục thu nhỏ, anh chiêu sẽ bị bóp thành thịt nát. Lục Châu ngừng lại, không tiếp tục chèn ép nó. Muốn sống. Anh chiêu quả thật không va chạm nữa, trở nên yên tĩnh. Muốn lão phu không giết ngươi thì giao ra mệnh cách chi tâm. Lục Châu nghe không hiểu nó nói gì bèn quay đầu nhìn đám người Bạch Ốc Hàn Môn. Ai nấy đều lắc đầu biểu thị không hiểu. Nếu có Hải Loa ở đây thì tốt rồi. Lục Châu xòe tay ra, mệnh cách chi tâm. Bên trong phiền lung ấn yên tĩnh một lát rồi truyền ra tiếng lầm bầm, tựa như đang đồng ý. Đừng hòng dùng mệnh cách chi tâm giả để lừa gạt lão phu. Ọc! Trong phiền lung ấn vang lên tiếng nôn, sau đó một viên tinh thể trong suốt sáng long lanh, như trăng trong nước bay ra, viên tinh thể tràn ngập sinh cơ lơ lửng trước mắt Lục Châu. Trong mắt đám người hiện lên quang mang đầy hâm mộ. Đây chính là viên mệnh cách chi tâm khiến tu hành giới tranh đến ngươi chết ta sống.
không chỉ là mệnh cách chi tâm cao giai. Trong mắt Tiêu Vân Hòa hiện lên quang mang. Nói thật lòng, hắn rất muốn mở miệng xin viên mệnh cách chi tâm này. Hắn gần như chắc chắn thứ này có thể khôi phục khu vực mệnh cách đã bị hủy của hắn. Nhưng Tiêu Vân Hòa biết Lục Châu sẽ không dâng bảo vật bậc này cho người khác. Hầy! Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Vân Hòa thậm chí còn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ là trực tiếp cướp đi mệnh cách chi tâm rồi bỏ chạy. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua một cái, sau đó lập tức biến mất. Hắn biết chuyện này không có khả năng xảy ra. Lục Châu cũng cảm nhận được sinh cơ nồng đậm bên trong mệnh cách chi tâm, vượt qua cao dài. Tiêu Vân Hòa đáp, con hung thú này đã khai trí, viên mệnh cách chi tâm này ít nhất là đỉnh cấp. Vu Chính Hải lên tiếng hỏi, trước đó ông bảo trí tuệ của anh Chiêu chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Nếu vậy thì trên anh Chiêu còn có hung thú lợi hại hơn. Đương nhiên, hung thú đỉnh cấp chia thành hai loại, một loại có thực lực cực mạnh nhưng trí tuệ không cao, một loại có trí tuệ cực cao, bản thân trí tuệ của nó chính là thực lực. Tiêu Vân Hòa nói, mọi người nghe vậy đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lục Châu thu hồi phiền lung ấn, thân thể anh Chiêu lập tức rơi ra ngoài, trên mặt nó tràn đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Anh Chiêu không có mệnh cách chi tâm, tu vi giảm đi rất nhiều, vô cùng suy yếu. Tất cả mọi người đều bị anh Chiêu thu hút, nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên từ xa có một cỗ âm phong đánh tới. Người nào? Lục Châu nhướng mày, điều động cương khí hộ thể. Phanh phanh phanh. Liên tục 6 tiếng thanh thúy vang lên, kèm theo đó là hàn mang xẹt qua, cương khí giao thoa đầy trời. Pháp thân thiên giới bà Sa xuất hiện rồi biến mất liên tục mấy lần rồi nhanh chóng co lại. Lục Châu bị khí lãng đẩy ra, lăng không lui lại để ổn định thân hình. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.cha.com. Chương 1197. Mọi người cả kinh nhìn sang, mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng gì. Diệp Lưu Vân. Tiêu Vân Hòa nhìn kỹ, phát hiện bóng đen kia chính là Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân cười lạnh, vừa lau máu tươi vương trên miệng vừa nói, một thợ săn đúng chuẩn phải có đủ kiên nhẫn. Ta chính là chờ giây phút này để ra tay. Lão già, ngươi đã mất đi ít nhất 4 mệnh cách, hơn nữa trong chủy thủ của ta còn có kịch độc, toàn bộ mệnh cách của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy. Diệp Lưu Vân rất vui vẻ, hắn rốt cuộc đã báo được đại thù. Hiện tại ở nơi này, tu vi Diệp Lưu Vân cao nhất. Lục Châu nhìn Diệp Lưu Vân đang hưng phấn đến điên cuồng, một chuỗi chiêu thức tấn công vừa rồi đúng là đã thể hiện được hắn là một thích khách đại sư tiêu chuẩn. Từng chiêu đều phát huy ra cực hạn lực lượng và tốc độ. Diệp Lưu Vân nói, hiện tại ngươi có hối hận cũng không kịp. Giao ra mệnh cách chi tâm, ta cho ngươi được chết toàn thây. Thế sự vô thường, đổi thay trong nháy mắt. Tiêu Vân Hòa cũng không kịp phản ứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Diệp Lưu Vân. Lục Châu nhìn lại giao diện hệ thống, đỡ đòn chí mạng kích hoạt 6 lần, điều này có nghĩa là thiên giới bà Sa của Lục Châu không hề bị tổn hại. Lục Châu nhìn về phía Diệp Lưu Vân, chợt nói, ngươi bị trọng thương. Diệp Lưu Vân cười đáp, bị thương thì đã sao, ta còn có 7 mệnh cách, dư sức đối phó với các ngươi. 7 mệnh cách, xem ra một chiêu đánh lén hư không kích của Trần Vũ Vương đã khiến hắn hao tổn một mệnh cách. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi vẫn không hiểu ý lão phu. Ngươi có ý gì? Chẳng mấy chốc ngươi sẽ chết. Lục Châu thản nhiên nói. Diệp Lưu Vân cười ha hả. Tiêu Vân Hòa đột nhiên lên tiếng. Diệp Lưu Vân, ngươi đủ rồi. Ngươi là ai? Diệp Lưu Vân cảm thấy người này rất quen mắt nhưng trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Lục Châu trầm giọng nói. Lão Phu hận nhất là kẻ đánh lén. Ai cũng không được nhúng tay vào chuyện của Lão Phu. Ngươi còn giả vờ. Diệp Lưu Vân khinh thường. Hắn vừa dứt lời, Lục Châu đã thi triển lực lượng mệnh cách của Đế Giang xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời sử dụng Thái Huyền chi lực. Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy mắt hoa lên, còn chưa kịp phản ứng, một trường ấn như rời non lấp biển đập mạnh vào lồng ngực hắn. Ầm, thân thể Diệp Lưu Vân không chịu nổi, rơi thẳng xuống dưới, miệng phun ra máu tươi. Pháp thân thiên giới bà Sa Hắc Liên xuất hiện rồi cấp tốc co lại. Đám người lên tiếng kinh hô, Lục Châu lại xuất hiện bên dưới Diệp Lưu Vân, nhấc trường đánh lên. Đại vô úy ấn màu xanh thẳm xông lên 9 tầng mây. Ầm, răng rắc. Âm thanh xương cốt và lục phủ ngũ tạng vụn vỡ vang lên. Thiên giới bà Sa lại xuất hiện và co lại lần nữa. Diệp Lưu Vân bị đánh văng lên trời,
gào lên một tiếng không cam lòng. Không có khả năng. Lục Châu thi triển lực lượng mệnh cách đế giang, bay vọt về phía Diệp Lưu Vân trên không trung. Diệp Lưu Vân liên tục mất đi hai mệnh cách, trong mắt ngập tràn sợ hãi nhìn Lục Châu, trái tim nảy lên kịch liệt. Đã rất nhiều năm qua hắn không hề cảm thụ loại cảm giác này. Lần cuối cùng hắn sợ hãi chính là thời điểm chưa bước vào cảnh giới thiên giới Bà Sa, trước mặt cường giả hắn làm việc vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một lần là chết không có chỗ chôn. Mãi cho tới khi hắn trở thành thiên giới Bà Sa, từ đó về sau đánh đâu thắng đó. Khi chấp hành nhiệm vụ hắn chưa từng thất bại một lần, thế nên mới được người người tôn kính là thích khách đại sư. Có lẽ do đã thành công quá lâu, rất nhiều nguyên tắc sinh tồn trước đó đã bị hắn quên lãng. Cho đến ngày hôm nay, hắn phạm phải sai lầm chí mạng. Lẽ ra hắn không nên tiện tay đánh ra một trường kia. Ngươi còn năm mệnh cách, Lục Châu đạm mạc nói. Không, không không không, tha mạng cho ta. Diệp Lưu Vân vô cùng sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lục Châu không cho hắn cơ hội, lại sử dụng lực lượng mệnh cách. Con ngươi Diệp Lưu Vân co rụt lại, miệng quát ầm lên, ngươi đừng ép ta. Pháp thân xuất hiện, tinh bản cấp tốc bành trướng. Diệp Lưu Vân sử dụng đấu pháp điên cuồng nhất. Thấy vậy, Tiêu Vân Hòa lập tức nói, rút lui. Đám người nhanh chóng lui về sau mấy trăm mét. Lục Châu đột nhiên xuất kiếm, vị danh kiếm tỏa ra lam quang, ngưng tụ thành một tia kiếm cương dài mấy trượng, không chút lưu tình đâm vào tinh bản. Lão Phu muốn nhìn xem, là tinh bản của ngươi hay mũi kiếm của Lão Phu rắn chắc hơn. Xoẹt, một tiếng hét thảm vang lên, kiếm cương dài mấy trượng đã đâm xuyên tinh bản, xuyên qua cả thân thể Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân lại lần nữa bị trọng thương, miễn cưỡng đẩy vị danh kiếm ra khỏi thân thể, toàn thân rơi thẳng xuống mặt đất rồi biến mất. Phí công, Lục Châu lắc đầu, mặc niệm thần thông. Tiêu Vân Hòa giật mình nói, không thể nào a, sao lại không thể? Vu Chính Hải hỏi. Phần lưng tinh bàn là khu vực bền chắc nhất, không mấy khác biệt so với liên tọa. Muốn phá vỡ tầng phòng ngự của tinh bàn là cực kỳ khó, tinh bàn có khả năng tự hõm vào để bảo vệ bản thân, đón đỡ tổn thương. Một kiếm vừa rồi của Lục Huynh lại trực tiếp đâm thủng tinh bàn, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chuyện gia sư làm vốn chẳng có chuyện nào là hợp lý cả. Vu Chính Hải nhún vai, Tiêu Vân Hòa câm nín. Hắn chợt nhớ tới, hai đồ đệ của Lục Châu đến từ Kim Liên Giới, đối với thế giới bên ngoài không quá hiểu biết, cũng có thể hiểu được. Mỗi khi Lục Huynh thi triển chiêu số đều sẽ xuất hiện lam sắc có lực lượng cực kỳ kinh người. Không đúng, Kim Trưởng xuất hiện khi giết Nam Cung Ngọc Thiên cũng rất cường đại. Vì sao lại như thế? Tiêu Vân Hòa nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Chương 1198. Hai vị, mạo muội hỏi một câu, tôn sư có thường dùng lam liên không? Vu Chính Hải đáp, cũng tính là thường xuyên. Xác nhận. Tiêu Vân Hòa lúc này đã chắc chắn, nhất định Lục Huynh là siêu cấp đại lão đến từ Lam Liên Giới, đến nơi này để giả heo ăn thịt hổ. Nhất định là như vậy. Còn may ta không hề động thủ đoạt mệnh cách chi tâm của anh Chiêu, dọc theo đoạn đường này còn tận lực tránh va chạm với Lục Huynh, ta quả thực mắt sáng như đuốc. Tháp chủ, ngài làm sao thế? Vu Triều cảm giác được biểu tình trên mặt Tiêu Vân Hòa có vẻ kỳ quái. Không có việc gì. Tiêu Vân Hòa rất nhanh đã khôi phục bộ dạng tháp chủ, tay chắp sau lưng. Nhưng sau đó lại cảm thấy làm vậy quá mức thể hiện trước mặt đại lão, thế là buông tay đặt ở trước thân. Đột nhiên hắn cảm thấy hai tay mình hình như hơi thừa. Lục Châu chậm rãi hạ xuống đất, lập tức ngửi được mùi vị còn sót. Lại trong không khí, tu hành giả khi đang chém giết đều sẽ tận lực thu liễm khí tức, thậm chí có người còn giả chết, đình chỉ nhịp tim. Duy chỉ có mùi vị là không ai chú ý. Lục Châu đạp trên mặt cỏ tiến về phía trước khoảng 10 mét, sau đó cầm vị danh kiếm đâm xuống. Xoẹt, kiếm cương bắn ra đâm thẳng xuống đất. Dưới mặt đất truyền đến tiếng rên rỉ. Ngươi còn 3 mệnh cách. Thái huyền chi lực trong cơ thể Lục Châu không còn nhiều, nhưng phần còn lại không cần dùng đến thái huyền chi lực nữa. Lục Châu dùng kiếm xới đất, kéo Diệp Lưu Vân ra ngoài. Xoạt. Một đời thích khách đại sư lúc này chật vật không chịu nổi, nằm bẹp dưới đất. Vì sao? Không buông tha cho ta. Diệp Lưu Vân không minh bạch. Lão Phu tại sao phải tha ngươi? Diệp Lưu Vân nói, ngươi, không sợ Hắc Diệu Liên Minh trả thù. Đến tháp chủ Hắc Tháp Bạch Tháp Lão Phu còn không để vào mắt thì ngươi có tính là gì? Tâm tình Diệp Lưu Vân chìm vào đáy cốc,
trong lòng sinh ra tuyệt vọng, bật cười hai tiếng. Ta không nên đánh ra một chưởng kia, không nên a. Trần Vũ Vương dối trá hơn ta nhiều, vì sao ngươi không giết hắn? Ngươi đã hết thuốc chữa rồi, lên đường đi. Lục Châu lười nói chuyện với kẻ bị bệnh tâm thần. Trần Vũ Vương có dối trá thế nào thì cũng không trêu chọc lão phu quản hắn làm gì. Lục Châu nâng trường kiếm lên. Diệp Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi nói, chết thì chết. Hai chân đạp đất, toàn thân hắn như mũi tên bắn thẳng về phía Lục Châu. Bạo. Toàn bộ lực lượng còn sót lại của ba mệnh cách hoàn toàn phát tiết hết ra ngoài. Lục Châu lấy ra Hải Hồn Châu. Tuyệt đối linh độ. Năng lượng còn chưa nổ tung, Diệp Lưu Vân đã bị băng phong. Anh Chiêu đứng cách đó ngàn mét cũng sợ hãi lui lại mấy bước. Nó không có mệnh cách chi tâm, tốc độ phi hành yếu đến thảm thương. Tiêu Vân Hòa bỗng cau mày nói, hắc tháp Hải Hồn Châu hợp cấp sao lại ở trong tay Lục huynh. Vu Chính Hải giải thích, một thành viên hắc tháp tên là Dịch Nghiêu cầm vũ khí này tới đòi giết gia sư. Gia sư thuận tay xử lý hắn, lấy được Hải Hồn Châu. Dịch Nghiêu không phải do ông phái tới đó chứ? Tiêu Vân Hòa lập tức xua tay, sao có thể là ta được, ta rời khỏi hắc tháp đã hơn 3.000 năm. Huống hồ ta sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Nói cũng đúng. Vu Chính Hải hỏi, vừa rồi vì sao ông nhíu mày? Lực lượng trong Hải Hồn Châu có hạn, dùng một lần sẽ ít đi một phần. Tuyệt đối linh độ là thủ đoạn cực kỳ kinh người, trong khi Diệp Lưu Vân đã tổn hao 4 mệnh cách. Dưới tình huống này, Lục huynh chỉ cần gọi ra Lam Liên là đã có thể giết chết hắn. Nói tới đây, Tiêu Vân Hòa bỗng thấp giọng xuống, Lục huynh hình như có sở thích tra tấn người. Diệp Lưu Vân bị tuyệt đối linh độ đông cứng không thể nhúc nhích. Xuyên qua tầng băng, Lục Châu có thể nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng trên mặt hắn. Xám như cho tàn. Dưới tác dụng của tuyệt đối linh độ, hoa cỏ cây cối xung quanh đều bị đóng băng toàn bộ. Lục Châu nghe được hệ thống thông báo đánh giết ba mệnh cách. Rắc, lực lượng trong Hải Hồn Châu tiêu tán, lúc này Hải Hồn Châu trở nên ảm đạm vô quang. Băng điêu trong phương viên mấy trăm mét đều vỡ ra thành bã vụn. Diệp Lưu Vân rơi xuống đất, nằm như cá chết. Ngươi vẫn luôn bảo lưu thực lực. Diệp Lưu Vân cố gắng phát ra âm thanh. Lão Phu chưa từng xuất toàn lực. Lão Phu còn thể trạng thái đỉnh phong nha. Diệp Lưu Vân lúc này đã minh bạch, bèn nở nụ cười buồn bã. Không cần. Ngươi, động thủ. Ta, tự, chết. Thế thì không được. Lục Châu lắc đầu đi tới. Diệp Lưu Vân hung hăng cắn đầu lưỡi, máu tươi ứa ra chảy tràn xuống cổ. Lục Châu nói, thay vì chết thống khổ như vậy, chẳng bằng đi sớm một chút. Ầm, vị danh kiếm đâm xuyên tim hắn. Tình, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 8.000 điểm công đức, địa giới ban thưởng 2.000 điểm. Chỉ một mình Diệp Lưu Vân đã mang lại 58.000 điểm công đức. Thu hồi vị danh kiếm, Lục Châu hờ hững xoay người đi về phía anh Chiêu. Hắn định thừa dịp mấy người kia chưa trở về, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vừa đi được mấy bước đã thấy không an tâm, bèn quay lại đứng trước mặt thi thể Diệp Lưu Vân, tung trưởng đánh xuống. Nghiệp hỏa bộc phát, bốc cháy rừng rực. Thi thể Diệp Lưu Vân bị đốt thành bã vụn. Bạch Ốc Hàn Môn và Tiêu Vân Hòa đều nghẹn họng. Thôi xong, siêu cấp đại lão hình như không chỉ thích tra tấn người. Nhìn bã vụn cháy đen thành bột than dưới mặt đất, Lục Châu không hề cảm thấy thương hại mà âm thầm gật đầu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho dù là tổ sư gia vu sư đến cũng không có cách nào. Lục Châu xoay người đi về phía anh Chiêu, đứng trước mặt nó quan sát một chút. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.cha.com. Chương 1199. Anh Chiêu trí tuệ cực cao, nếu có thể thu làm tọa kỵ cũng là việc tốt. Vấn đề là có không ít người đã nhìn thấy ngoại hình anh Chiêu, khó tránh khỏi sinh lòng mơ ước. Bản thân Lục Châu không có tinh lực chăm sóc chúng nó, mà tu vi của các đồ đệ thì không đủ để bảo hộ nó. Anh Chiêu nhìn Lục Châu đầy đề phòng, rén rén lui lại mấy bước. Có lẽ có thể thử xem. Sau khi thu phục nó có thể cắt đi ít lông, bôi bôi chét chét một chút màu sắc khác lên. Ừ, cứ làm như thế. Vì sao ngươi lại đặt bẫy dẫn tới phân tranh? Lục Châu hỏi. Ùng ục, anh Chiêu phát ra âm thanh. Đáng tiếc, Lục Châu nghe không hiểu. Thôi, lão phu cho ngươi một cơ hội sống sót. Nếu ngươi nguyện ý thần phục lão phu, trở thành tọa kỵ,
chờ thời cơ chín muồi, Lão Phu sẽ trả lại viên mệnh cách chi tâm này cho ngươi. Lục Châu nói. Khi nói điều này, Lục Châu đã thi triển cương khí che đậy âm thanh, đề phòng người khác nghe được. Anh Chiêu hiểu lời Lục Châu, nó ngẩng đầu nghi hoặc. Tu hành giả nhân loại sau khi đạt được mệnh cách chi tâm của hung thú, không ai nguyện ý trả lại. Đương nhiên cũng đã từng xuất hiện loại người đại ái thà hy sinh thọ mệnh của mình cũng lấy mệnh cách chi tâm trả cho hung thú. Nhưng loại người này quá ít, hơn nữa hung thú cũng có khả năng sẽ trả thù nhân loại. Lo lắng việc này, anh Chiêu không dám tin tưởng lời Lục Châu. Lục Châu nói, ngươi bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng, mệnh cách chi tâm lại nằm trong tay Lão Phu. Dùng trí tuệ của ngươi mà suy nghĩ xem, Lão Phu gạt ngươi có lợi ích gì. Ùng ục, anh Chiêu khẽ kêu một tiếng. Lục Châu vẫn nghe không hiểu, bèn nói, nếu ngươi đồng ý thì đi tới trước mặt Lão Phu. Nếu không đồng ý thì rời đi, tự sinh tự diệt. Lục Châu vừa nói xong, anh Chiêu lại nhanh chóng lắc đầu. Lục Châu nhíu mày, Lão Phu cho ngươi cơ hội mà ngươi lại cự tuyệt. Anh Chiêu lại lắc đầu, lần này thì đến Lục Châu cũng ngơ ngác, có ý gì đây? Lục Châu đang nghĩ xem có nên cho người liên lạc với Tư Vô Nhai hay không, sau đó gọi Hải Loa đến nói chuyện một chút. Nhưng như vậy quá lãng phí thời gian, nếu bây giờ còn không đi thì e là đám người Trần Vũ Vương, Ninh Vạn Khoảnh sẽ trở về mất. Ngay khi Lục Châu vừa định từ bỏ, quay người rời đi, anh Chiêu bỗng đi về phía trước mấy bước nhưng không đi đến trước mặt Lục Châu mà là đi được nửa đường thì ngừng lại. Lục Châu đại khái cũng đã hiểu ý nó, bèn nói, ngươi muốn có thời gian suy nghĩ. Lần này anh Chiêu gật đầu. Được, Lão Phu chờ ngươi, chừng nào nghĩ xong thì lần theo khí tức của mệnh cách chi tâm mà đến tìm Lão Phu. Ngoài ra, Lão Phu cho ngươi một lời khuyên, đừng bao giờ có ý định chơi âm mưu chiêu trò gì với Lão Phu. Ùng ục, anh Chiêu gật đầu. Đương nhiên nó muốn lấy lại mệnh cách chi tâm. Muốn nó tự mình cô đọng mệnh cách chi tâm một lần nữa là việc rất khó, ít nhất cũng cần mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Anh Chiêu nhìn lên không trung, trong miệng phát ra tiếng lẩm bẩm, đôi cánh khẽ động, đạp không rời đi. Tốc độ của nó chậm hơn trước rất nhiều. Lục Châu không có lo lắng cho nó, với trí tuệ của anh Chiêu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đám người đứng nhìn mà không hiểu ra sao. Sao Lục tiền bối lại trò chuyện với súc sinh? Con súc sinh kia hết lắc đầu lại gật đầu là thế nào? Vu Triều nói. Tiêu Vân Hòa đáp, đại khái là nó muốn đòi lại mệnh cách chi tâm. Lục huynh sao có thể trả cho nó? Súc sinh này quả thật là thông minh, thế nhưng Lục tiền bối cũng quá nhân từ rồi, không giết nó, sau này nó quay lại báo thù thì phải làm sao? Vu Triều lắc đầu. Nhân từ, ngươi nói cái gì cũng được. Nhưng hai chữ nhân từ này cách Lục huynh quá xa xôi, có bắn đại bác cũng không tới. Lục Châu nhảy lên không trung, chuyến này thu hoạch rất lớn. Lục huynh, đằng kia. Tiêu Vân Hòa chỉ tay về nơi xa. Mấy người quay đầu nhìn về phía thân ảnh đang bay về dãy núi. Ninh Vạn Khoảnh. Bạch bào trên người Ninh Vạn Khoảnh bị nhuộm đỏ, trên mặt dính đầy tiên huyết, khóe mắt, khóe miệng, cánh tay. Đều đầy vết máu. Cả người trông như vừa tắm trong một bể máu ra. Ha ha ha, ha ha ha. Ninh Vạn Khoảnh vừa cuồng tiếu vừa lướt đến, trong giọng cười ẩn chứa vô tận bi thương. Rõ ràng hắn đã chật vật đại chiến với Trần Vũ Vương và La Hoan, rốt cuộc giành được thắng lợi. Nhưng thắng thật thảm. Anh Chiêu, ngươi ra đây. Ninh Vạn Khoảnh phẫn nộ gầm thét, âm thanh rung chuyển đất trời. Ninh Vạn Khoảnh hẳn đã biết viên mệnh cách chi tâm kia là giả, nhìn bộ dáng này của hắn. Trong trận huyết chiến vừa rồi chắc không chiếm được nhiều tiện nghi. Thẩm Tất nói, Lục Châu chỉ nhìn thoáng qua Ninh Vạn Khoảnh, sau đó không tiếp tục để ý đến hắn mà bay về phía đám người Bạch Ốc Hàn Môn. Đúng lúc này, một làn sóng năng lượng cực lớn đánh tới, thổi bay đám người Bạch Ốc Hàn Môn, Tiêu Vân Hòa và Thẩm Tất ra xa hơn ngàn mét. A, đám người lên tiếng kinh hô, lăng không bay ngược ra sau. Làn sóng năng lượng kia mênh mông như biển khiến mọi người không có sức chống cự, bao gồm cả Tiêu Vân Hòa. Lục Châu nhíu mày, trong lòng lập tức tự trách mình quá tham lam. Nếu hắn không tốn thời gian nói chuyện với anh Chiêu mà trực tiếp dẫn người rời đi thì đã không xảy ra chuyện. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Mấy ngàn người bị sóng năng lượng đánh bay, rơi xuống chân núi. Ngay sau đó, một luồng năng lượng hình mũi khoan đánh thẳng vào mặt Lục Châu. Hai tay Lục Châu chập lại, gọi ra cương khí hộ thuẫn ngăn trở sóng năng lượng. Nhưng lực lượng kia quá mạnh, không ngừng bức hắn lui về sau.
Lực lượng cường đại vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong chớp mắt đã đánh Lục Châu bay về phía dãy núi, sau lưng Lục Châu hiện ra tinh bản. Oanh! Lục Châu đâm vào bên trong dãy núi, đá vụn rơi xuống, bụi đất tung bay. Chương 1200. Lục tiền bối, sư phụ, Lục huynh, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Một chiêu, chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bại Lục huynh. Tiêu Văn Hòa nhìn về phía vị trí hắn và đám người Bạch Ốc Hàn Môn từng đứng. Trên ngọn núi đó đang có hai tòa pháp thân cao sừng sững, bên trái là Hắc Sắc Thiên Giới Bà Sa, đầu đội vương miện. Sau lưng có Hắc Sắc Tinh Bản Mười Mệnh Cách lập lòe quang mang, bên phải là Bạch Sắc Thiên Giới Bà Sa cũng đội vương miện, Bạch Sắc Tinh Bản Mười Mệnh Cách tỏa ánh sáng chói mắt. Hai tòa pháp thân đều cao 85 trượng, đệ tử Bạch Tháp đâu rồi? Người đứng bên phải cúi đầu tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh nhìn thấy hắn bèn cố nén cảm xúc bi phẫn lại. Ninh Vạn Khoảnh bái kiến đại trưởng lão. Tiêu Vân Hòa cau mày, thầm hô không ổn. Là Bạch Tháp đại trưởng lão Hứa Trần, Hắc Tháp đại trưởng lão Sử Ưu Nhiên. Khi nhìn thấy Sử Ưu Nhiên, trong mắt Tiêu Vân Hòa lóe lên vẻ phẫn nộ. Người này đã từng là cánh tay phải đắc lực của hắn, nhưng bây giờ lại là chó săn trung thành nhất của kẻ thù. Sử Ưu Nhiên nói, đệ tử Hắc Tháp cũng không thấy bóng dáng. Hứa Trần, chúng ta đánh nhau lâu như vậy vẫn không bắt được anh Chiêu. Đúng lúc này, trong một góc núi cách đó không xa đột nhiên có một tu hành giả mặc hắc bào bay ra, lăng không quỳ xuống trước mặt hai người, nói nhỏ mấy câu rồi chỉ tay về phía dãy núi. Không nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng Tiêu Vân Hòa đã đoán ra, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nghe hắc bào tu hành giả báo cáo xong, Sử Ưu Nhiên nhìn về dãy núi va chạm với Lục Châu, chậm rãi nói, mệnh cách chi tâm của anh Chiêu đang nằm trong tay hắn. Đúng vậy, đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy hắn giết Diệp Lưu Vân. Giết Diệp Lưu Vân, Hứa Trần cười ha hả, thú vị, thú vị. Sử Ưu Nhiên nói, ta phải nói lại lần nữa, hôm nay không cần biết chúng ta thu hoạch được gì, đều phải phân ra làm đôi, ta một nửa ngươi một nửa, kể cả mệnh cách chi tâm. Đó là đương nhiên. Hai người đã đánh hồi lâu, rốt cuộc cũng đạt thành nhất trí nên mới hòa hảo như bây giờ. Sử Ưu Nhiên nhìn về phía dãy núi, đột nhiên nhấc trường, bổ ra một đạo sóng xung kích. Oanh! Đá vụn lại lần nữa rơi xuống. Thấy cảnh này, Vu Chính Hải nắm chặt nắm đấm, trong lòng không thể tin được việc sư phụ mình không còn là vô địch. Hứa Trần thản nhiên nói, có thể giết Diệp Lưu Vân thì người này ít nhất cũng là 8 mệnh cách, một trường không đủ để giết chết hắn. Song trưởng đánh ra bay về phía dãy núi, sóng xung kích có lực lượng không khác gì cương ấn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, dãy núi dày cả trăm trượng vậy mà bị đánh xuyên thủng tạo thành một lỗ hổng khổng lồ. Hứa Trần hài lòng gật đầu, hắn tất phải chết. Ninh Vạn Khoảnh, đi nhặt viên mệnh cách chi tâm về. Việc này, Ninh Vạn Khoảnh hơi do dự một chút nhưng vẫn đáp, vâng, sư phụ. Thân ảnh Ngu Thượng Nhung nhanh như thiểm điện bay về phía Ninh Vạn Khoảnh. Tốc độ không hề thua kém Ninh Vạn Khoảnh dù chỉ một chút. A, Hứa Trần cảm thấy tu hành giả đột nhiên xuất hiện này không đơn giản, là đệ tử của hắn. Có thể chịu được một trưởng của ta hay không? Nói xong hắn lập tức nhấc tay, trưởng ấn ập vào lưng Ngu Thượng Nhung. Nhị sư đệ. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa lắc đầu thở dài, đưa tay vịn chặt bờ vai Vu Chính Hải không cho hắn làm ra hành động ngu ngốc nào. Để ta... Lòng bàn tay Tiêu Vân Hòa xuất hiện vũ khí sáu cạnh, hư ảnh nhoáng lên, nhanh như chớp đã đứng ngăn giữa trường ấn và Ngu Thượng Nhung. Oanh! Lại thêm một tên. Tiêu Vân Hòa bay ra trước mặt Ngu Thượng Nhung, đưa tay cản lại, khẽ nói, ngươi cứ nói mình là đệ tử Bạch Ốc Hàn Môn, bọn hắn không dám lạm sát kẻ vô tội. Việc còn lại cứ để ta. Tiêu Tháp Chủ, vừa rồi tình thế cấp bách, Ngu Thượng Nhung có chút mất phương hướng. Ta không sao. Nhưng ông làm sao cản nổi bọn hắn? Ngu Thượng Nhung nhíu mày, thử xem thế nào. Tiêu Vân Hòa nói, Lục huynh hẳn đã bị thương. Khi Diệp Lưu Vân ám toán, ngươi mang Lục huynh chạy về phía nam đi, nhớ kỹ, đừng quay đầu lại. Hắn đẩy ra một trường, Ngu Thượng Nhung tiếp tục bay về phía Ninh Vạn Khoảnh. Tiêu Vân Hòa đã biết từ lâu Ngu Thượng Nhung không phải là thập diệp thông thường, hắn tin tưởng đồ đệ của Lục huynh có thể làm tốt chuyện này. Hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Sử Ưu Nhiên nhận ra Tiêu Vân Hòa, khom người chắp tay thi lễ, cười cợt nói, thì ra là Tháp Chủ đại nhân. Hứa Trần cả kinh, Tháp Chủ Hắc Tháp.
Ngươi, quên nói hết câu, đây là tháp chủ tiền nhiệm. Sử Ưu Nhiên nói, tháp chủ tiền nhiệm. Hứa Trần nhìn kỹ lại, đúng là vậy thật, bèn thở phào một hơi. Sử Ưu Nhiên nói với Tiêu Vân Hòa, không biết tháp chủ đại nhân giá lâm là có việc gì. Tiêu Vân Hòa lạnh nhạt nói, Sử Ưu Nhiên, đừng có dối trá giả vờ giả vịt như vậy. Lúc trước khi ta còn ở Hắc Tháp, ngươi còn chưa từng tỏ ra cung kính như thế này đâu. Tháp chủ đại nhân cần gì phải tức giận, ta kính trọng ngươi là việc nên làm. Suy cho cùng thời điểm đó ngươi cũng rất chiếu cố ta nha. Thế nhưng ngươi vẫn là chó săn của người khác. Sử Ưu Nhiên cau mày, lắc đầu nói, ta không thích cái từ đó. Nói xong hắn ngang nhiên xuất trưởng. Trưởng ấn vọt tới trước với tốc độ cực nhanh tạo thành sóng xung kích. Tiêu Vân Hòa nâng lên song trưởng, phanh. Tiêu Vân Hòa bay ngược ra sau trăm thước, ổn định lại thân hình. Sử Ưu Nhiên nói, sáu cạnh. Hắn vừa nói xong, thân ảnh Tiêu Vân Hòa biến mất. Đại trưởng lão Bạch Tháp Hứa Trần nói, ngươi không định đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt chuyendocviet.com, mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.